Xin chào các bạn, trên tay tôi đây là một em máy chiếu LED Nebula Cosmo bản Full HD có giá bán khoảng hơn 10 triệu đồng. Đây là hàng máy thuộc dòng giải trí sách tay, có rất nhiều những tính năng ăn chơi hay ho. Hôm nay tôi sẽ cùng review và giới thiệu với các bạn dòng máy chiếu Nebula, một trong những thương hiệu của hãng Anker. Anker là một trong những thương hiệu mà chuyên sản xuất các cái thiết bị nghe nhìn khá nổi tiếng, và Nebula là một cái thương hiệu máy chiếu riêng của hãng này. Nebula Cosmo là cái mẫu máy chiếu sử dụng công nghệ DLP, bóng đèn LED, tuổi thọ tối đa là 30.000 giờ, độ phân giải Full HD và có rất nhiều tính năng ăn chơi như là tích hợp Bluetooth, Wi-Fi 2G và 5G, kết nối Bluetooth 4.2 và có luôn hệ điều hành Android 9.0 với rất nhiều các cái cổng kết nối ăn chơi, các bạn có thể thấy phía đằng sau này. Đặc biệt với sở hữu với dàn loa Dolby âm thanh vòm 360 độ với công suất đạt tối đa đạt 20W thì các bạn có thể sử dụng Nebula Cosmo như là một siêu phẩm để giải trí xem phim gia đình. Với giá bán hàng sách tay chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng và hàng mới trên 20 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu được cho mình một phiên bản Full HD. Thông tin thêm về dòng sản phẩm này các bạn xem thêm trên trang web maychucu.com. Đây là một cái siêu phẩm giải trí cho những ai đam mê phim ảnh,